Hello, welcome back. Ooh, Are you tired? mà 20 phút. Còn chút xíu nào. Okay, what do you have? Ở đây mình sẽ có trò chơi như sau. What do you have? Okay. Bạn có cái gì? Mình sẽ có và con sẽ có sẽ phải làm theo đúng yêu cầu cô, đó là mình sẽ phải nói lại một câu hoàn chỉnh như sau: I have gì đó to do something. Okay, for example. Okay, welcome back. Rồi, bây giờ mình sẽ có như sau. Con sẽ có một số đồ vật như là a great book, a funny game, a new helicopter, a clean bike, a beautiful car, and some nice I have a funny game to sweet. play. To play, đúng rồi. Next one. I have new helicopter fly to fly. To fly. Good job. I clean Bye. bike to ride. I have a beautiful car to driving. To Right. fly. I have some nice food to eating. Eat. Nice eat. Food to eat. Good. Do you like to eat sweet? Do you like to eat sweet? Con thích ăn kẹo không? Có Có, bình thường con ăn kẹo một tuần mấy lần? Hoặc là một ngày bao nhiêu viên? Thích ăn kẹo gì? Bây giờ cô coi cho ăn cô cho sô xem cô kẹo. la Sô cô la hả? Rồi bây giờ cô hoặc cho xem các loại kẹo. là ice cream. Rồi cô cho con xem kẹo cô thích này nha. Wait. Nhiều loại kẹo khác nhau ha. Can you see my screen? Con có thấy trên màn hình của cô không? Không. Không ạ. Rồi để cô một chút. So, this is my favorite candy. Đây là kẹo cô thích nhất ha. Ta-da! Do you see it? Đâu, em có thấy đâu? Rồi, lên rồi. Đó nữa. Ừ. Con cũng nghĩ em lại thích cái kèo ấy. Kẹo dẻo. Have you ever heard about this? Con có bao giờ nghe kẹo này lần nào chưa? Haribo. Em ăn Kẹo nhiều gấu rồi. á. Ngon. Em ăn nhiều rồi. Dạ. Con thích Chính không? em thích nhất đó chính là kẹo Which one? Kẹo tên kẹo con yêu thích là tên gì? Của cô yêu thích là Haribo đó. Còn của con thích là gì? đó chính là kẹo chocolate. Chocolate. Okay, let's see. Để coi ha. Rồi. Candy đúng không? Không. This. Cái này đúng Kem không? chocolate. À. Chocolate ice Kem chocolate. cream. Rồi. Bây giờ thích nào đâu, khoanh lại với cô xem. Trời ơi, Wow. cái nào em cũng thích hết. Cái nào cô cũng Nhưng thích món hết. em thích nhất đó chính là món này nè. Đâu Cái món này nào? nè. Wow, ice cream corn. Kem cây đúng không? Trong cái bánh đúng không? Yes, I prefer to eat in this Đây one nè, cái mà em cho tôi nhiều nhất nè. also. Ừ, cái ly này á hả? Dạ. Wow, nhiều lắm sao quăng hết? Con hết không? Em từng ăn cái ấy rồi. Còn Nhưng cô mà thích là kem này nè. vani. Em thích tất cả loại kem nhưng em ghét một loại kem ấy.
Đây. là sô Còn cô thích cái này đây. Oreo ice cream. cô la. Have you ever Em heard about thích this? tất cả loại kem, em thích hết Vậy hả? trừ một loại kem, đó chính là kem sầu vi tính. Con không thích ăn kem sầu riêng. Sầu riêng túi, Sầu riêng trứng hả? sầu riêng mứt túi, À, sầu riêng với chuối. Trời đất ơi, cô nghe tưởng trứng chứ. Cô chưa bao giờ nghe. Kem đó. Không có ngon hả? Con không thích hả? Rồi. ngon. Nó này là ngọt, nào là ngọt nè, xong Ừ. là mùi gì gì hôi hôi cũng sầu Ừ. riêng này. Có thể không được. Rồi. Và bài học của mình là hôm nay đến bài này là xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ qua bài khác. Nhưng mà trước khi qua bài hát, con ghi cho cô các từ này. Smoothie. Sinh tố. Sao nó không đánh tiếng Việt được. Và mình sẽ ôn lại cách trả lời đi bằng phương tiện gì một lần cuối. Rồi mình sẽ qua bài khác nè. Cô trả viết cho em sao em viết Rồi được. từ từ cô đánh để cô chỉnh đánh tiếng Việt đã, không nó không có đánh tiếng Việt được. Đợi chút, đừng gấp, đừng gấp. Soft drink là nước ngọt ha. Khi con đi ra nhà hàng người ta sẽ gọi là soft drink, nước ngọt. Rồi cái thứ ba nãy mình gọi là gì quên rồi. À, milkshake. Sữa lắc. Mà đây mình ít bán sữa lắc lắm. Chỉ có bên nước ngoài mới có thôi. Uống này là béo phì, béo phì. Okay, finish. Good job. Rồi, khi người ta hỏi con how do you go to somewhere? Hoặc là school, hoặc là the mall, hoặc là hospital. Bạn Dũng sẽ trả lời là I go to cộng với nơi chốn và cộng với bye rồi tới phương tiện nha. Bây giờ mình làm một lần nữa rồi mình qua bài mới nè. Qua bài mới là bài Happy Birthday và cô sẽ có một câu hỏi dành cho bạn Dũng sau. Ok rồi, how do you go to the supermarket? What? Rồi, how do you go to the supermarket? I go to Ai the supermarket đúng by. bicycle. Rồi, ok. Rồi, câu số 2 nha. Khi nào mà lưu loát phần này rồi mới qua phần mới được. How do you go to the hospital? I go to hospital by
bike. The bike. How do you go to the park? How do you go to the bank? How do you go to the park? I go to the park. I go to park by car. By car. Okay, good. Now, let me erase this. Let's move to the new lesson. Bye bye mới nha. Do you want to play another game? Chơi game. Chơi game. Rồi game nào? Game tick across hay là game khác? Game khác. Rồi đợi cô một chút. Đợi cô mở bài mới lên. 15 Nhanh mà. 15 phút lẹ mà. rồi. Trời ơi, học mà nằm ra là không có được nha. Mẹ thấy là mẹ la đó. Cố lên. Cố lên. Rồi, game nào? Này, này mình chơi rồi, mình bỏ qua một bên đi ha. Mình chơi game khác nha. What shirt? Hay là chơi khác? Lên đây, lên tiếp, Lên tiếp. Hết rồi. chơi trò phút Food game. Ok. Star. Fruit nè. Mình có các loại trái cây như sau. Đọc lên. Peach. Grapefruit. right Pear. yeah, play. Grape. Banana. Tangerine. Là trái quýt đó. Cherry, lamb, Cherry and lime. Ok. Lemon là con sẽ có quả chanh màu vàng. Còn lime là màu xanh ha. Nhớ nha. Rồi bây giờ mình đi bán trái cây nè. she would like some grapefruit. Grapefruit ở đâu? Cherry 1, 2 or 3? Con chỉ cần nói 1, 2 và 3 thôi. 1, 2 she or would 3 like cho some tangerines. cô. 1, 2 or 3? Two. Two, đúng rồi. Some cherries. Three. A pear. One. A peach. A peach. Two. A banana. One. A lime. Three. She wants some cherries, One. some grapes. One. He wants a lime, Three. some grapefruit, Two. nhanh some nhẹ. grapes. Great. One. She would like a banana. Three. She wants a pear. One. Some tangerines. He wants a peach. Bye bye. Yes. Done. My God, đúng có 200. How many? Rồi, đáp án A or B? A. Are you sure? B. B, tại vì nhiều quả thì con sẽ gọi là some tangerine. Some tangerine. Một quả thì mình mới có. What? A. Đúng. A peach. A. A lime. B. Good. Some cherries. A. You sure? B. B. A banana. A. Some grapes. Good. B. Some grapefruit. Một bưởi đó. Grapefruit. Rồi, cuối cùng. A. Hey. A pear. Giỏi quá ta. Đúng hết luôn. Good. Muốn tắm Rồi bây giờ mình qua món kế tiếp nha. Mình bán đồ ăn mặn nha. Meals.
Và hồi nãy là bán trái cây rồi, bây giờ đồ ăn mặn nè. Burgers and fries, rice Ok, and vegetable, fish and chips, có nghĩa là cá ok. và khoai tây chiên á. Fried rice, cơm chiên, Cơm salad, chiên. chicken and rice, scrambled Ok. egg on toast là trứng đánh ở Bánh trên mì bánh mì trứng. nướng, và pizza. Peace. Are Rồi, you chơi. Bán nhanh nha, bán nhanh để ta có tiền nhiều nha. She would like chicken and rice. One, two, or three. Two. Good. Tiếp theo. She wants rice and vegetables. Two. A burger and fries. One. Fried rice. A salad. Hurry, hurry. Two. Fish and chips. Three. Some pizza. One. Bán nhanh nào. Scrambled egg on toast. Added problem. Two. A salad. Three. Some fried rice. Five wrong. One. A burger and fries. Burger and fries. One. Two. Fish and chips. Hurry, hurry, people get angry. Three. Mọi người giận đó Rice and nha. vegetables. One. Chicken and rice. Chicken and rice, two. Some pizza. Two. Scrambled egg Rồi, rất on hiểu đấy. toast. Rồi. Ok, rồi. Tất cả được. Cậu ớt không nói luôn. What B. is this meal? Chicken and rice. B. Chicken and rice. B. B. A. Some pizza. A. Some fried rice. A. A salad. A. Fish and chips. B. Good. Scrambled egg on toast. A. A burger and fries. A. Rice and vegetables. Good. Cái một trời. Rồi, còn một cái nữa là mình bán xong. Grocery. Hàng hóa ha. Ở đây mình có là gì? Potato chips. Pet. Là khoai tây, bim bim khoai tây. Đúng rồi, cereals, biscuits, Cereal là ngũ cốc, bánh quy, cà instant phê, coffee, mustard, mùi tạt. bơ. Mùi tạt, cái này là mùi tạt ha. Tuna là cá, cá hồ, cá Yeah, rừng. And bean yeah. là đậu Bia ha. Rồi, are you ready? Bán này xong, mà. kết thúc. He would like a jar of instant coffee. One, two, or three. Yeah. Two. He wants a box of biscuits. Fish. Three. A can Three. of chips. Two minutes. True. A box of cereal. Cereal. A bag of potato chips. What? Three. A can of beans. Two. A jar of mustard. Most than bad. Ha. One. One care. Of biscuits. Biscuit. What is Biscuit. two? Two. A bag of pet food. Pet Pet food. Bạn có mèo á. food. Three. Three. A can of tuna. Can of tuna. Tuna Tuna là một loại cá. Thì mình sẽ có là là cá. one. One. A can of beans. Beans. Y là two. Two. A bag of potato chips. Này dễ. Three. A jar of instant coffee. Instant coffee. One. A jar of mustard.
Rồi mù tạc là Two. two. A box of cereal. Two One. and one. Ok, good. Rồi, phần cuối cùng nè, kiểm hàng lại nè. A bag hay là a jar đây? Back or jaw. B. B, good, A đúng jar rồi. of mustard. B. A Giỏi. box of cereal. B. A jar of instant coffee. B. No, this is not B. This is a A can. can of tuna. B Một túi thì con sẽ có một túi bánh. ba A bag. a bag of potato chips. Rồi, kế tiếp. A Can, đúng rồi, can of chính xác beans. luôn. Một túi thì mình A a bag of pet food. and một hộp, B a box, B. A box of biscuits. chính xác, giỏi. Rồi số điểm của mình đó là 12 12, được 5 6 luôn, giỏi quá bạn Dũng, bán hàng giỏi quá. Rồi để cô xem coi đứng hàng mấy nha. Are you ready? Yes, no, quay lại. Rồi, sao nó thoát ra rồi, nó không cho mình coi hạng gì. Tự nhiên cô lại nói này. Rồi, buồn luôn. Cô nghĩ là chắc mình được đứng hạng 5 đó. Nó không cho mình coi hạng rồi. Kỳ Nó phá rồi, nó vậy. hủy Đi hàng rồi. rồi, nó hủy hết rồi. Rồi, bây giờ Kết mình chơi tiếp không? rồi. Rồi bữa sau cô cho bài mới nha. Bữa sau mình học bài mới. À, còn cái này đi. Chơi cái này đi, hôm bữa chơi này vui nè. Cái này là làm được, đứng hạng nhất được nè. Ok không? What shirt? Chơi color nha. Cho nó dễ nha. Ok. Không Which trả lời one? Ôi, kiếm từ cho cô nhanh. Về màu sắc. brown hết đầu ta ghét từ từ đếm Red. trên cái này Red, cô thấy rồi, hàng số 2. Đây, thấy chưa? rồi cô em có ấn được đâu cô ghi Con nha. Rồi. đi. Organ hả? Orange nữa. Organ. Organ. Tìm. Màu nào Từ dễ từ. con làm trước mà không kịp giờ nè. Cô A nè. Orange. Đúng rồi. Y là double U. Double U. Kế bên Thôi dễ orange luôn. quái Bên tay trái. quái đâu sao Kế bên orange là có từ white. à đây quái đây rồi Rồi. Brown là hàng kéo. purple purple đây purple đây Purple. Rồi kế bên purple là brown luôn đó. đây brown đâu đâu Brown. Đúng không? nha Okay, xong hàng số 1. Final round, xóa 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 nhanh 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 nhanh. final round à đếm xem nè yellow trước tiên là yellow Thấy rồi. blue Yellow. yellow đó kìa blue Lưu đâu? blue đâu ta blue đâu ta bò đâu bò đâu đâu rồi đâu blue 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 why blue kìa Đâu, cô đâu thấy đâu. đi nè trời ơi À. Blue. green tìm green Green, cô thấy rồi. yellow sai rồi Green.
Black Gray. grape. Gray. Gray đâu rồi? Đâu rồi? Gray đâu? Bài đâu nữa? Đâu Đây đâu? trời, có biết đâu trời, Gray nè. gray Rồi black đâu? lại đâu, đi đâu à, đây nhanh cung có Black. Rồi, xong. Only three star. Có ba sao hả? Number 13, đứng hạng 13 luôn. Ok, rồi. So now I will tell you something. Về nhà, có học từ vựng cho cô và chép từ vựng và vở nha. Ok? Rồi, có câu hỏi gì cho cô về bài học không? Hôm nay có đi đáp án không? Không có luôn. Rồi, nhớ chép bài nha. Có cái bút mới rồi chép bài đầy đủ cho cô ha. Goodbye.